Rồi mời cả lớp luyện đọc từ Duck. Don't chica Duck. curling Duck. duck Duck. duck Duck. duck Duck. duck Duck. duck Goat. Goat. duck 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 Pig. duck Pig. con tên là gì? Pig. 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 P I Pig. Pig. P Pig. I P Cow. có chữ Cow. G, Cow. Cow. G nhẹ ra. Pig. 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 Cow. Go. Pig. Khao. Very good. Bạn học rất giỏi. Mời bạn Thùy Dương. Ủa? Thùy Dương. Good. Mời bạn. Chào mi. Goat. 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 Các bạn có nghe âm tờ bật lưỡi không? Goat. Goat. Go. Goat. Go. Cow. Ok, Cow. rồi cô mời bạn tiếp theo. Nguyên. Goat. Goat. Go. Bật lưỡi lên. Go. Goat. Go. Go. Goat. Hey. Cow. Chào. Yeah. Mời bạn tiếp theo. Goat. Cow. 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 Mời bạn Cẩm Duck. Tú. Goat. Duck. Pig. Cow. Duck. Mời bạn Bảo Anh. Duck. Goat. Goat. Pig. Cow. Cow. Các bạn ơi, các bạn đọc con heo á, các bạn phải đọc P G ra pick pick pick. Bạn nào mà đọc ping ping là ra màu hồng đấy nha, là ra màu hồng luôn á, pick. Rồi cô mời bạn tiếp theo. Pig. 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 Pick. Pig. Pick. Pick. Pig. Cow. Good. 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 Goat. Good. Good. Khôi. Good. Các bạn giỏi lắm mà các bạn lấy tập ra viết cho cô mỗi từ 5 lần. Ai viết nhanh nhất? Rồi bây giờ các bạn qua phần câu đi. Ở đây nè, bạn đứng xa bạn hỏi con gì kia, what's that? Các bạn trả lời it's a pig, đó là con heo. Rồi bạn này thì cho con a duck ăn nè, rồi bạn này bị con gì đây? Con nào gối nó đuổi. Rồi bạn nói sao? Help help là cứu tôi với. Rồi bây giờ mời cả lớp trả lời, hỏi và trả lời. Find, ask and answer. Hãy chỉ tay, hỏi và trả lời. Các bạn chỉ tay vào con số 1, các bạn hỏi what's that? What? See that, What? what's What? that? Kia là con gì? It's It's a goat. It's a goat. it Nó là con dê. it Bạn chỉ tay vào con số 2 đi. Chưa đọc hỏi what's that? It's a bird. Các bạn chỉ tay con số 3, cả lớp đọc what's that. Cô nghe có người nói chuyện mà không đọc bài đấy. Thế mà ai không nói chuyện á? What's that? What's that?
It's a mouse. Con chuột phải xì ra đấy cho nó chạy mất á. It's a mouse. Các bạn thấy có chữ sờ không? Là phải xì đi cho con chuột nó chạy đi nha. It's a mouse. Không là nó ăn hết phô mai luôn đấy. It's a mouse. Rồi câu số 3, bạn chỉ tay vào câu số 4 nè. What's that? What's that? It's a dog. Dog có chữ G, bạn xì G ra. It's a dog. It's a dog. Câu số 5, what's that? Nên bạn trai không chịu đi nè. What's that? It's a cat. It's a cat. Câu số 5, what's that? What's that? It's a cow. It's a cow. Cô bảy is what's that? What's that? It's a duck. It's a duck. Cô tám nè, what's that? What's that? It's a pig. It's a pig. Rồi cô mời bạn Trà My hỏi thì Dương trả lời câu số 1. What's that? What's that? Thì Dương. It's a goat. Rồi Dương hỏi câu số 2 cho bạn Pháp trả lời. What's that? It's a Porsche. A bird, a lên, bird. A Porsche. A bird. Porsche. Không phải Porsche mà ông bà, không phải ông Porsche đâu. À, nó là bird, a bird giống như là cái bird vậy. À, bird. Porsche. Ok, rồi bạn Pháp hỏi câu số 3 cho bạn Trà My trả lời. What's that? Trà My trả lời. Bật mic lên con, tập bật mic kia. It's a mouse, see that? It's a mouse. Rồi bây giờ bạn Uyên hỏi câu số 4 cho bạn Ngọc trả lời. What's that? What's that? It's a dog. Giỏi, bạn Ngọc hỏi câu số 5 cho bạn Bảo Anh trả lời. Bảo Anh trả lời câu số 5. It's a rồi Bảo Anh hỏi câu 6 cho bạn Xuân Thành. Bạn Phúc trả lời. It's a cow. Rồi Phúc hỏi câu số 7 cho bạn Đăng trả lời. What's that? What's that? It's a được, ok. Con hỏi câu số 8 cho bạn Vi trả lời. What's that? Đúng rồi. Rồi câu số 1 thánh Vi. Đúng rồi. Câu 2 Thảo Vi hỏi cho Phôi trả lời. What's that? It's a bird. Dạ. Phôi hỏi cho bạn Trà My trả lời câu 3. Ai Khôi hỏi câu số 4 cho bạn Uyên trả lời. Rồi, mời các bạn lấy tập ra viết cho con một câu được không? Ai không được nói chuyện nha trong giờ học nha. Bạn nào nói chuyện là ai học giỏi nói chuyện trong lớp không giỏi đáng chịu qua cô không đáng chịu đâu. Lần thôi, what's that? Kia là con gì? Rồi cô chưa, rồi im lặng đi, cô chưa có mời mét đâu. Bạn nào mét là cô chưa có mời đâu nha. What's that? Kia là con gì? Các bạn trả lời. It's a... câu số 1 là con dê, thì các bạn nhìn vào con hình con dê, các bạn nói it's a goat. Nó là con dê. Rồi tới đây các bạn hiểu không? Tương tự các bạn làm câu 2 và câu 3 được không? Hả? Chắc không biết làm hả? Không.
không biết làm thì sẽ cho xuống lớp mẫu giáo học lại. Đó là số lớp 1 học lại đi. Chúng ta có 8 câu, các bạn tự làm 8 câu cho cô đi. Ok nha. Cô không làm giùm các bạn đâu. Hình số 2 là con chim thì các bạn sẽ nói là what's that? It's a gì các bạn? Con chim là bird. Rồi tương tự có viết một lần vô thôi để các bạn nhớ ha. Mai mốt người ta hỏi what's that nghĩa là gì con? Con không biết là không được. Phải biết dịch là kia là con gì. Is có nghĩa là nó là. Goat. A goat là con dê. Rồi câu số 3 là con chuột thì các bạn biết mouse. Rồi câu số 4 là con chó kìa các bạn hỏi. Xong rồi các bạn mới trả lời nha. What's that? It's a dog. Rồi tương tự câu số 5. What's that? It's a câu số 5 là con mèo. It's a cat. Có ai không biết viết chữ con mèo ở khác không ấy? Quá thì dễ đúng không? So easy. Câu 6 nha. What's that? It's a con bò là cow. Tương tự câu số 7. What's that? It's a duck, con vịt. It's a duck. Câu số 8. What's that? It's a pig, đó là con heo. Vậy là cô đã viết xong rồi đó. Còn các bạn viết xong chưa? Chưa, con chỉ viết được câu 1.